Chạy xe ôm công nghệ vào lúc 3 giờ sáng, nam thanh niên bị ma trêu khiến ai nghe xong cũng nổi gai ốc. Mình vừa bị ma trêu các bạn ạ. Nếu bạn nhìn này, người mình ngồi hết giờ lên luôn, bây giờ cũng hơn 3 giờ sáng các bạn ạ. Thì mình đi qua đoạn đê thành thì là đi được một đoạn. Thì là bỗng nhiên mình nghe tiếng một tiếng gọi. Tiếng gọi tên mình các bạn nhá. Là khi mình quay lại thì không thấy một ai ngoài đường, bạn không thấy một ai ngoài đường luôn. Mới đây, một nam thanh niên chạy Grab vào ban đêm chia sẻ lại trải nghiệm gặp hiện tượng khó hiểu vào lúc 3 giờ sáng, khiến anh chàng phải dừng cuốc xe và bỏ về nhà ngay lập tức. Theo lời kể của anh Grab, lúc bấy giờ đang là 3 giờ sáng, đang trong cuộc hành trình chạy Grab ban đêm kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, khi chạy xe qua một đoạn đường vắng không có người, anh chàng bất ngờ nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Thế nhưng, điều khiến anh hoảng sợ là sau khi quay đầu lại nhìn xung quanh thì không hề thấy ai cả. Thậm chí không có một bóng dáng hay dấu vết của một người nào trên đoạn đường đó. Mình vừa bị ma trêu các bạn ạ. Nếu bạn nhìn này, người mình ngồi hết giờ lên luôn, bây giờ cũng hơn 3 giờ sáng các bạn ạ. Thì mình đi qua đoạn đê thành thì là đi được một đoạn. Thì là bỗng nhiên mình nghe thấy một tiếng gọi. Tiếng gọi tên mình các bạn nhá. Ở ban đầu ấy thì mình cũng chỉ nghĩ là các bạn ở trên TikTok là nghĩ là có biết mình và gọi mình thôi. Nhưng mà thực sự là khi mình quay lại thì không thấy một ai ngoài đường, bạn không thấy một ai ngoài đường luôn. Thì mình lại đi thêm một lúc nữa. Cách đấy khoảng 5 mét thì mình lại nghe thấy một tiếng gọi nữa. Là có gọi tên mình, nghĩa là có gọi là Dương ơi. Thì mình cũng thưa mình bảo là mình đây, xong mình quay lại mình lại không thấy một ai các bạn nhá. Tự dưng khi mình thưa là cái tóc cái của mình nó nổi hết lên, nó dựng hết lên các bạn ạ. Mình cũng không biết tại sao luôn. Thì mình cũng chỉ dám là an ủi bản thân là do mình đi chạy đêm quá, mình mệt hay là mình bị như thế nào đó. Không chỉ là tiếng gọi tên của anh chàng, mà dọc đường khi trở về, anh còn cảm thấy như có một ai đang ngồi ở phía sau, làm cho chiếc xe nặng nề, khó di chuyển. Mặc dù anh đã dừng lại và xuống kiểm tra xem, thì xe vẫn hoạt động không có vấn đề gì. Thế nhưng cứ ngồi lên xe di chuyển thì lại có cảm giác nặng nề, khiến anh chàng không khỏi nổi da gà. Sau đó thì mình đi được một đoạn nữa. Các bạn đang đi một đoạn nữa. Mình cảm giác đằng sau mình có một người nào ngồi đằng sau luôn. Xe mình giống rất là bình thường, tự nhiên nó rất là nặng luôn. Cảm giác là có một người nào ngồi đằng sau. Mình quay lại thì không thấy ai. Và mình đi, cảm giác là nó rất là non hơi. Rất là non hơi mà đi, nó cảm giác rất là nặng. Mình phải về số 3 để đi. Phải về số 3 đi các bạn nhá. Mình xuống mình kiểm tra thì thực sự là xe mình rất là căng hơi. Bởi vì là 1-2 hôm trước thì mình đã bơm hơi rồi. Mà trạng thái xe mình đi nó là quang hơi, mà bây giờ đi nó lại cảm giác là rất là nặng. Nặng xe cực kỳ luôn. Như là có một người nào rất là to lớn ngồi ở đằng sau xe mình luôn. Thì đi được một đoạn, cái đấy khoảng 200m, thì là tự nhiên nghe thấy một tiếng chó sủa của một cái nhà nào gần đấy. Thì bỗng nhiên từ khi nghe tiếng chó sủa là xe mình lại nhẹ cực kỳ luôn. Mình cũng không biết là do là vấn đề tâm linh hay là như thế nào nữa, nhưng mà thực sự đến giờ mình rất là sợ các bạn ạ. Ngay sau khi phát hiện có gì đó không đúng, anh chàng đã nhanh chóng lái xe đi về và quay clip kể lại sự việc mình vừa mới gặp phải và chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người nghe xong không khỏi nổi gai ốc và cảm thấy rùng mình. Một số người còn cho rằng anh đã gặp phải hiện tượng bị ma trêu, đặc biệt là khi đi qua những đoạn đường vắng bóng người vào ban đêm. Dù là hiện tượng tâm linh hay đơn giản chỉ là một ảo giác do mệt mỏi, thì sự việc mà anh chàng Grab gặp phải vẫn khiến nhiều người nghe xong phải e dè và cẩn trọng hơn khi ra ngoài vào đêm khuya. Những vùng tối đôi khi không chỉ là nơi thiếu ánh sáng mà còn là nơi ẩn chứa những điều khó lý giải được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.